Yeah, hello mọi người. Hôm nay mình sẽ tiếp tục chơi thì game có tên là Song of Nunu, truyền thuyết về liên minh huyền thoại đây các bạn. Yeah, chúng ta bắt đầu nha. Thì mình sẽ bắt đầu luôn. Cái dòng game này nó là chơi thật sự rất là cuốn các bạn ạ. À. Nhờ giờ tôi mở cái video chơi liên nó mới nóng. Rồi vô thôi. Kiếm một cái vạc. Xác nhận. Cái vạc thật á? Là cái gì? Cà vạc là cái gì? Tôi biết món hàm này sẽ giúp chúng ta đối phó vùng bão. Nhưng giá như chú Krauser chúng ta nhiệm vụ kiểu nói là chú gì hoành tráng một chút à, giống như là chị thao tôi một cái nhiệm vụ rất là nhạt đúng không? Cái gì đây? Vật nuôi phổ biến tại Zephod, trời đặt tên Elon hả? Tôi tưởng là Elon Musk chứ. Được nuôi lấy tật rồi dùng nhiều đích khác à? À thôi à, giống như mấy con vật nuôi gì? Đúng rồi. Khoan bây giờ tôi đi tìm cái vạt đúng không? Ý là nó không cho mình giống như là cái mát hay là cái mũi tên chỉ dẫn nha. Trời ơi, làm sao chúng ta qua được? Đó là một câu hỏi khó đây. Tôi cũng đang suy nghĩ, không biết làm sao để qua được luôn. Làm sao nhờ? Ê mà nói chứ cái này phải chơi thường nha, nếu là mình mà để lâu quá mình sẽ quên mấy cách chơi á. Ok, đàn sai à. Rồi trời ơi, thấy không, mới bỏ chơi có bữa thôi mà đã bậy bạ rồi. Gì đây, cái gì đây, con gì đây, con gì? Hello anh. À, tôi đàn cho đi qua đây nha. Trời ơi, thế luôn. Dữ vậy sao? Tiếng sáo. Rồi anh ơi, nhảy lên. Trời ơi, nhảy lên thôi mà cũng khó khăn nữa. À, nhảy đi. Rồi, được. Đi đi. Đi chú ơi, đi anh ơi. À, điều khiển đi qua đây ha. Qua đây anh ơi, qua đây. Ờ, đúng rồi. Vậy là vậy, đúng rồi, đi qua đây nè. Tưởng đâu mình được cưỡi chứ. Hây da, đúng rồi, chính xác, xuất sắc luôn. Một câu đùa dở tại buồn cười đấy. Ui xem này, cái gì đây? Cái gì à? Là chạy của người nó thai. Đây là gia đình, là nhà của tớ đấy. Ủa? Thế là về nhà rồi à? Được rồi ôi. Ok, đi đâu nhỉ? Tìm cái vạc thôi đúng không? Đơn giản thôi mà. Đi đâu vậy anh ơi? Đi đâu thế? Mẹ dạy tớ rằng nhóm thám hiểm thường tách khỏi bộ lạc. À, trời, giống như là họ rời bỏ bộ lạc đúng không? Nhưng hắn đeo lại của họ. Nhìn những cổ xeo như một mà xem. Buồn ngủ à? Trời ơi, mới có chút việc thôi. Đồng ý. Thôi mà cha, mới đi có xíu thôi mà. Mình thanh niên phải xông xáo lên. Anh còn lưu ý gì nữa? Qua đây nè, đi theo tôi. Rồi, qua đây. Cái gì vậy? Trên kia ngọn đồi. Có khi là cái bẫy cũng chừng đấy các bạn. Rồi ôi. Ê, ây da. Ok, rồi. Mày nè. Rồi. Ây da, mày hả bưởi? Ây da,
Mày đã giỡn chơi anh à? Ui dồi. Rồi rồi ok, bắt đầu nào. Ui mày quá dữ. Ok, chữa sửa đi. Ừ, sư tử ống. Ừ, chính xác rồi. Cưng hồng, trời ơi, cay máu luôn. Ôi à, giữ nó. Đùng. Ê, cho mày thấy cú đấm nghiêm túc là thế nào. Ý da, ý da. Trời ơi, đỡ hả, thở nè. Ý da. Ý, xí à. Ok, xin bác chữ tự trọng. Mày hả bưởi. Đỡ này. Xong. Đây đi, đi ra sao coi đó là cái gì. Nữa cứ ném hoài cha. Trời ơi hổm ném thua tôi, bây giờ còn muốn ném nữa. Một chiếc xẻng ư? Hay là thua cái gì? Cái thủng nhỉ? Cái một là sao? Má cái xẻng gì to vậy cha, rồi cầm sao? What the hell? Ủa? Tôi vừa mới làm cái trò gì vậy? Ôi dồi ôi, cái gì vậy? Rồi xong ngơ ngác luôn. Những khuôn mặt ngơ ngác, những nụ cười ngơ ngợt. Từ từ nha, từ từ nha. Để con mình sẽ đi đâu đã. Cái gì vậy? Ai biết, ai biết. Tôi còn không biết là cái gì nữa. Ê, quên quên quên. Trời ơi má ơi. Chút nữa là tôi nhảy vô cái hố rồi. Dung nham không vậy? À, không. Hình như lên đây nè. Ok. Ồ chắc đang ở đâu đó sẽ tiết lòng đất. Ừ. Ở sâu trong đất là dung nham chứ gì nữa. Trời ơi. Lớp tuyết và lớp phủ ở trên thôi. Tớ biết. Nếu chẳng may trượt chân thì không ổn đâu, bạn hiểu chứ? Cẩn thận đấy anh bạn. Nhảy lên bề mặt để lướt qua dung nham. Không rồi, vô tác dụng. Ây da. Trời ơi, nguy hiểm quá. Ây da. Làm sao nữa. Ê, ê. Quần thiệt chứ. Từ từ nha, làm đi nha. Lướt. Ê, trời ơi, ẩu tả không à. Trời đi, bình tĩnh mà nhảy. Bình tĩnh mà nhảy thôi. Ừ. Ờ sao nữa? Ờ. Trời. À nó nhô lên được hả? Rồi à. Giờ tôi biết đâu nhỉ? Làm sao mà biết được? Ê. Ủa? Ê, giờ tôi biết dâu luôn. À, không có cái đường này nè. Trời ơi, thế đấy. Làm khó nhau mãi. Ai, đúng rồi. Yes. Đường đi đây rồi. Trời ơi. Ủa, lộn. Này đi đại rồi. What the fuck? Từ từ nha, để xem nè. Từ nha, tôi đang bí đường nè. Không có đường này đi rồi mà.
Rồi sao nữa? Ôi đi sao nữa? À có được nè. Trời ơi mẹ ơi. Con mẹ. Nguy hiểm mà vui quá. Ừ. Ừ có bạn vui thôi chứ tôi không vui rồi đó. Tôi thấy không vui rồi nha. Tôi nói vui thôi chứ đừng vui quá các bạn. Ây da. I hear it too. It's got a good rhythm to it. Sounds like. Rồi xong được. Let's go. Tiếng gõ búa. Ai vậy? Thứ gì đàn ấy quy lâm trông nó to và đáng sợ quá. Ừ tôi cũng thấy sợ nữa. Ê, chơi kỳ quá à. Chút xíu cũng không qua được nữa. Ê, trời ơi có bây giờ mấy chú từ từ nữa. Má phải. Game hại não nhất từ đường chơi luôn các bạn. Trời ơi nhảy vừa phải. Bộ nhảy bộ không kiểm soát được bước nhảy hay sao vậy. Trời ơi. Qua đây đúng rồi. Rồi ok, tao đi đâu nữa. Đây 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 có nè. Lên, đúng rồi. Đè. Rồi. Con game nhức đầu nhất luôn từng chơi luôn á. Cậu gầm lại được không? Gầm lên. Tại sao? Cậu gầm lên thì sức mạnh với cái thù đúng không? Tôi hiểu rồi. Úi dồi ôi, cái gì vậy? Ngài hiểu là cái gì? À, á thần thợ rèn xứ gì? Velos à? Anh trai của nữ thần Aniva. Xong tại người ta băng tuyết chạm khắc thung lũng mà giữa những dãy núi à. Vị thợ rèn chứ danh toàn cõi Runeterra coi trọng sự cô độc riêng tư hơn tất thảy. À ok. Tôi cũng vậy, tôi cũng thích sự cô đơn. Ý là tôi thích cái tính nhâm nhỏng nha. Độc lập, không dựa dẫm vô ai nha. Chứ không phải là mình muốn cô lập nữa. Không còn là chết. Rồi sao rồi sao? Chú ơi, chú. Ê, hay không ổn nha. Ủa nếu là ổng thuộc dùng băng giá sao người ổng dung nham không vậy? Đằng này này, anh ơi. Cầm lên. Rồi đó, nó lúc quạo quá. Visitors. I don't like visitors. How did you get in here? We touched the shovel. Of course, I thought I got rid of it. Ta tưởng ta vứt đi rồi chứ. Hà hai đứa không nên tái máy đổi người khác như vậy chứ. Họ hứa không tái phạm, nhưng... những cái sẻng đưa một cháu đến đây và ngày chính là thầy vĩ đại nhất của xứ Pezos. Ngài đã tạc cung lũng mà tạo ra băng tuyết. Còn xét về tài chế tạo thì chẳng có gì làm khó ngài. Quả là một nhân tố hiếm có. Tôi nói mấy đứa trẻ nhỏ nó lành lắm các bạn ạ. Bọn cháu tìm tiết bạc cho một người bạn. Nhà có chiếc nào cho bọn cháu mượn không? Hoặc có thể làm ra một chiếc cho bọn cháu được không? Đi mẹ. Không. Ân huệ dành cho chú Yeti cuối cùng. Và cậu bé lâu thai không được sao? Không.
một câu lạnh lùng, phủi bỏ. Muốn ăn thì phải lăn vào bếp. Bạn nhớ câu không? Có làm mới có ăn. Đấy. Chứng minh tài năng đi nhóc con, rồi ok. Nó nói có làm thì mới có ăn. Bạn nhớ nha. Còn nói rất tâm đắc của ông Phú Hoa Hồng á. Thì sao? Ông nói sao? Những cái thể loại không làm rồi có ăn thì sao? Đơn giản như gì không biết nữa, bây giờ tôi còn biết đường đi nữa nè. Ok ok. Looks like those counterweights open those doors. Of course they do. I think. À sao ta? Stop being so negative. Không liên quan, không liên quan. Ờ. Sao nhỉ? À, bấm lên, đúng rồi, bấm lên. Rồi. Rồi, ok, ok. Làm sao? À, vậy hả? Hay. Xúc xích luôn. Quá giỏi, 10 điểm. Đại đố gọi là cơ bản, hiểu không? Còn nít thì còn giải được. Nói chỉ tôi. Còn nghĩ là ông sẽ mất bao lâu cái chuyện này này. Điều khiến hai đứa nghĩ là... Điều gì khiến hai đứa nghĩ ta xây xong? Không, con nghĩ lung tung thôi. Bác cho đừng hiểu lầm con nha. Nhẹ tay với cờ gạt thôi, dễ hỏng lắm đấy. Ta lớn rồi, cái nít đâu, bác. Quá đáng. Sorry. Sui kai. À, rồi. Làm sao? Đúng là tuổi nhỏ tràn đầy năng lượng các bạn ạ. À. Không như chúng ta già rồi, chúng ta giống như mất sức lực vậy. Ôi, tôi chết. Ui dùi ui, à không, phải nhảy cho đúng, phải nhảy qua đây nè. Qua đây, tôi là chỗ qua đây. À, mới đúng. Anh em cứ hấp tấp. Còn lại anh đây, ê, tôi quên cái vụ cần gạt rồi. Trời ơi, tôi chết tôi rồi. Trời ơi, lại quên vụ đó nữa chứ. Chết luôn á. Hey, what's that smell? Is that singed fur? I'm just kidding, pal. Nó trêu cậu thôi, ừ. Ngay thật. Tôi có một đứa bạn thân này rất là ngay các bạn ạ. Ngon. Thế là được. Khoan nha. Từ từ. Mình còn một cái khóa nữa. Hey, Ford. What's this area for? There's a lot of gizmos over there. It's used for arranging things. Don't make a mess. Oh, I see. This makes these thingies turn. Not thingies. Junctions. À, giống như là để mở đường đi quá hả? Trời ơi, khó vậy. Đúng rồi, về mới đúng nè. Không, như vậy chặn đường mình rồi. Đúng không? Không. Ê, cái khúc này giải đố khó quá các bạn. Cái này giống như là để đổ dung nham xuống đúng không? Hay sao nhỉ? Không hiểu. À, hiểu rồi.
Khoan, tôi còn cái cần gạt tôi chưa làm nữa. Từ từ. Đồng ý, đồng ý. Rồi mới dùng lối tắt. bây giờ khoan nghe, bây giờ tức là bây giờ mình phải mở cái đường đi cho cái kia đúng không? Thì để mình coi. Chắc cái gì không biết nữa, bây giờ đang bí đường nè, mấy chú này cứ ham vui sao ấy. Không. Điều đó là không đúng. Lại sai. Ý nhưng mà ý là bản đá đi hướng nào nè. Ôi trời ơi, vậy đúng không? Rồi giờ dắt đúng rồi đó. Easy nhá. Easy. Không có gì làm khó được tôi hết. Ôi da, ngon. Ok rồi, đi thôi. À, tôi sắp có cái bạc để ăn uống rồi các bạn. Đúng rồi, có người xưa có câu là có làm mới có ăn các bạn à. Rồi sao nữa? Không, à, mình nghĩ vậy nè, nó phải vậy nè. Nó phải vậy nè, lên đây đúng không? Xong rồi đi qua đây. Đây là cái drop. Đúng rồi, hiểu rồi. Má ơi, giải đố vậy á. Méo hiểu luôn. Xong. Ta thấy rồi. Thôi thấy cũng tạm được rồi. Vậy chúng ta làm gì chứ đúng mà. Chẳng có gì cả. Khó hiểu. Một lò nung nguội lạnh bị bỏ xó lâu như vậy thì cần tới ít nhất 1 đến 2 mùa mới hoạt động trở lại. À, 1 đến 2 mùa ư? Hẹn thử cách nào nhanh hơn chứ nhỉ. Có đấy. Rồi đúng rồi, anh ấy dùng sức mạnh kìa. Trời ơi, sức mạnh tinh thần. Trời ơi, sao nãy giờ anh không làm sớm. Wow, thật là bất ngờ. Ngạc nhiên chưa? Ngọn lửa xứng tầm với chiếc lò nung. Trời, hai đứa có cái bạc phải không? Muốn có cái bạc phải không? Nhà tiếp bọn cháu ư? Đúng vậy, nhưng chớ mà vội mừng. Dạ, phải cần nguyên liệu các bạn ạ. Đừng lo, hãy giao chúng em. Chúng em làm hết nha. Ừ, sung lắm, đến lúc lại không được đi bị chửi nè. Pháo đài hả? Stronghold? What, like a watchtower? Like a castle, little spark. Find a jewelberry. Hãy tìm và mang quả jewelberry về đây cho ta. Anything else? Since you know. Nhóc khoe, gì nhóc khoe là biết tuồn tuột là xứ này ư? Vậy đã nghe về. Và vâng, bọn cháu còn là gì? Kheo luôn gì đó nhắc lại được không? Thấy không? Nổ dữ bào. Kheo Lurel sinh sống tại vườn băng, nhóc sẽ nhận ra ngay khi nhìn thấy nó. Ta cần một cống phẩm từ Colorel để rèn bạc cho cháu. Lấy quả Sun Bell và cống phẩm từ Colorel Bell bí ẩn. Cháu nhớ rồi. Dạy đi đi. Má ơi, toàn bắt cháu làm gì khó không nè. Vậy mà nó sung dữ rồi. Ok thôi. Sung dữ rồi. À, về đây đúng không? Rồi.
Rao, vị anh hùng nhiệt huyết, ngao du khắp chưa đọc xong. Rồi, rồi chúng ta sẽ không bao giờ quên nổi việc này. Choáng váng, chúng ta cần lấy quả pháo đài. Là ở hướng nào các bạn nhỉ? Pháo đài. Ủa, trời ơi. Pháo đài chắc ở đây này đúng không? Nhờ đâu đài nè. Pháo đài đúng không? Đây là đường tới pháo đài đen đó. Ừ. Ê, có nguy hiểm không vậy? Thì tôi á muốn kiếm đồ ăn thôi mà. Rồi tôi phải đi làm những công việc gian truân như vậy sao? Nói việc nặng lương thấp. Sao ta? Ok. Trời ơi, dễ mà. Thôi rồi. Thôi rồi. Thôi rồi. Ừ. Ai thắng nhỉ? Tôi nói thắng bại ở kỹ năng nha. Ok, rồi. Ý da. Nhảy lên. Rồi, đúng rồi. À, để đấy hả? Không được, không được. À... Trời ơi, vậy mà làm được cái gì nữa? Mệt. Nha, mệt. Không có sức lực để mà làm cái trò này. Được chưa? À, này đường tắt đi lên đúng không? Được. À, đúng rồi. Cái thác. Trời ơi, tôi bị liễu. Ok. This must be the stronghold. Let's explore it. According to Orn, the Jewelberry fruit grows somewhere inside. Rồi, xong. Ê. Trời ơi, ôi giời, ôi giời ơi. À xong rồi. Chưa xong đâu. À mình mà nhảy xuống nước chết cái đầu các bạn ạ. À. Trời ơi. Khó nha. Oh,
Nơi này đáng sợ như hình chị bán giá vậy. Thế có khi nào nữ hoàng bán giá giống ông pháo đài bỏ quan? Pháo đài cổ bị bỏ cách đây khoảng 3.000 năm, chính ba chị em đã xây dựng cho nó. Ừ, thôi rồi. Vậy phải đi lấy nhanh rồi về thôi. Không rồi, bị dướng rồi. Trời ơi, quá trời cây luôn kìa. Vậy là mình phải làm liền đúng không? Quỷ à, không có làm được gì hết trơn. Không, cái gì nè, cái gì mà hết rồi. Đại đố khó nha. Cái gì? Tảng băng hả? Ok, good. Thế đúng không? Không, kéo về chứ. Trời ơi. Không, nói vậy nè. Không, đúng rồi, cho lên đây nè. Con này xuống chút. Đúng rồi. À, thế à. Nó là sao nhỉ? Không, nó phải là kẹt cứng nó luôn rồi.
cái gì vậy trời ơi, không có làm được. Làm sao đây, làm sao đây? À khoan khoan, hình như mình trời ơi, thấy tôi biết sâu xa rồi. Nó lên đây nè. Xong rồi trời. Chính xác. Ấy. Ừ. Rồi nha, giờ tôi tẩy được rồi. Ok. Giờ mình sẽ lên đây đúng không? Không, hình như là được phải đẩy một lần hay sao á. Nhanh. Phải đứt cùng một lúc hả? Trời ơi, khó vậy sao? Khó đây. Rồi ok, canh nha các bạn. Rồi, lên. Ok. Tuyệt vời. Má ơi. Giải đấu khó dữ à. Ha. Trời ơi. Câu đó khó không làm khó được anh đâu nha. Ok. Hey, look. Something is carved on the floor. What is that? Là cái gì? Con mắt hả? Hay sao? Yourself today, buddy. Biết không hả? You know that? Wow. So that's one of the monsters of the void? It looks huge and creepy. No statues appearing from above. Wait. I know the story. One was deaf and one was blind, and one can never speak. The three sisters were the ones who fought against the abyss. There was one called Lysandra, like the Ice Witch. What do you think of it, Willem? Super exciting, right? Thú vị đấy. That's all you have to say? Tôi muốn là vậy thôi à. I don't know what got into you. Anh hiểu sao cậu cứ gọc trại kia đến hư không nữa. À, ba con mắt băng ác thần, sinh vật ác ám, thống trị ở hư không. Chúng không ngừng tranh đấu để xâm chiếm phá hủy Rintun Terra. Hiện chúng đang bị giam cầm trong bức tường chân băng khổng lồ sâu thẳm nơi thành trì băng giá. Nhưng phía sau một giam đó, chúng đang mạnh lên từng ngày. Trời ơi, chết mẹ rồi. What are those sparkling balls? Nah, don't be afraid. Piece of cake. Gì đây? Bullseye! Ê! Mày hả bưởi? Đúng rồi, chính xác. Ê, coi chừng. Rồi, ok. Ê! Mày hả bưởi? Từ từ nha. Mày nè. Ơi. Mày nè, chết luôn.
Sao hoài vậy? Trời nhiều vậy? Sức mạnh tinh thần. Trời ơi, sức mạnh lên giá. Rồi tới cả phương biến thành băng rồi. Rồi xong, quên, thành băng giá mẹ rồi. Rồi xong, hết sức luôn, quên. Gì đây? Nguyên tố từ khởi ma thuật xấu xa sinh ra buộc phép phát ám. Chúng sẽ không phải lệnh bằng những tia sắp xét uy lực. Yếu cái gì vậy? Cậu đóng băng cả căn phòng luôn sao? Cậu tập lúc nào thế? Quá giỏi, 10 điểm nha, 10 điểm. Má đóng băng cả thế giới luôn đi. Lừa vào tim em băng giá. Trời ơi, lạnh dữ à. Hi à. Rồi ok. Ủa, to thế. À, trời ơi, vậy thôi ha. Ôi, gì đây? Làm sao? Một trong hai báu vật đầy uy lực của Nunu và William đã tìm ra. Ăn được không? Mọc cây có ăn được không? Trời ơi, mọc vậy thôi chứ đâu ăn đâu đúng không? Rồi, đi. Ok, let's go. Được rồi, yêu cầu hai thứ. Lấy quả blueberry. Okay, so Orn wanted two things. We got the jewelberry fruit. That's the plan. We went west, so now we go east. Đi đường nào? Okay. Trời trượt đúng không? Ôi ôi, nhanh lên, ôi trời ơi, đã vô, ơi ơi ơi, trời ơi, bà nội, quá dữ luôn, đây ngon lành, ê chừng làm sao nó nhảy được đâu. Nhảy lên đi. À, thổi đúng rồi. À, thổi sáo quá trời ơi. Ôi trời ơi. Rồi, đi vô đây. Trở lại nha. Hãy tới đây. Hây. Đúng rồi, xe. Nổ. Chính xác luôn, cảm ơn. Đi. À, rồi, cái chỗ đó đúng không? Rồi. Nó tưởng đâu tương tác được, chết luôn á.
maybe it leads to the ice garden or mansion. À, có cái đèn nè. Từ từ từ. Được rồi. Ủa, quên đè chứ. Trời ơi. Ờ, ok nha. Xong. Xa dữ à. Lấy thứ gì đó từ Coriel. Tôi còn chẳng biết là cái gì nữa. Thì giờ họ biết. Thì mình nói họ biết cái gì. Ok. Sao vậy, sao xuống? Nó hỏng rồi, làm sao qua đây? Suy nghĩ. Nó là cái gì? Lên đó được cái gì? Ôi ôi. Là sao? Là đẩy cái tảng đá này hả? À vậy à? Ôi, thích viên đá quá nha. Rồi sao ngủ luôn rồi. À, đúng rồi, bạn của tôi các bạn ạ. À. Bao giờ trong cái nhóm bạn cũng có cái đứa giống vậy chứ. Thì ném lên. Chứ giờ sao lên được? Ảo ma chứ. À, có đường lên này đúng không? À, con này phải lên luôn hả? Trời đất ơi. Đùa với tôi. Dạ, dạ, dạ. Hiểu rồi. À, thằng JT nó biết cách xài cái cột đúng không? Rồi, ok rồi. Đi nhanh lên. Nữa hả? Bài luôn á. Thôi khoan. À, hiểu. Xuất sắc các bạn à. Game đúng ảo ma camera luôn á. Lâu lắm mới có con game Kilo làm tôi thích thú như vậy các bạn à. Chứ hôm nay chơi game kinh dị không à. Anh sao không mở cửa đi? Trời ơi. À đây, trời ơi cái nút này nè. Khổ ghê á. Thổi đi. Hãy thổi đi. Mấy thứ kia là gì? Vườn băng. Ok. Xứ sở băng giá dị màu đầy ác phép thuật lạ kỳ. Mê cung loài thú đóng băng. Tôi thích là lạnh hơn là nóng các bạn ạ. Trời ơi, lại chơi nữa, không lẽ chơi ném bóng nữa hả? Ok, khi hai đứa bạn thân chơi với nhau nhé. Trời good. Ok, khi hai con người có tính trẻ con chơi với nhau, rồi vô.
Vô. Ây da. Từ. Từ từ. Mày vậy? Ôi trời ơi anh ơi. Từ từ làm dễ dàng. Làm gì? Trời ơi. Từ. Mày làm đi, làm đi. Từ. Ui. Hụt. Trời ơi dính nữa rồi. Trời ơi chưa. Dính nữa rồi. Đừng có mơ. Ây da. Né. Rồi ném nhanh về. Trời ăn gian. Ây da, chết tôi rồi. Ây da, từ tính. Đừng hòng. Trời ơi, chơi nấp nữa kìa. Ôi, hụt lại anh ơi. Ây da. Ném đi. Cờ cuối cùng. Em ơi. Ây da. Trời ơi, anh ấy thắng rồi. Méo chịu đâu. Vẫn chơi hả? Tôi biết cậu giấu tới điều gì đó, nhưng không sao. Cậu mình là bạn mà. Đúng rồi, sao mới biết chia sẻ chứ. À không, nó bị đứt rồi. Phải tìm cái mảnh còn lại đúng không? Yeti giận dữ. White rớt hào. Cái gì? Hút vào tường chết. Ý. Ý rồi, điểm yếu đây. Rồi, mày hả bưởi. Mày nè. Ném nó. Trời ơi, không có tác dụng rồi. Khiêu khích quái. Mày hả? Trời ơi, điểm yếu. Mày. Ơ no. Cảm ơn. Ôi, hên. Dạ, Ok. Lại nữa. Ôi trời. Từ từ nha. Dậy chú ơi. Dậy sớm thành công nè. Quê anh ơi. Ủa chết là cái hai đường là điên nào. Đây nè, đây nè. Rồi xuống. Look, it has some shards of magic ice on its back. Làm sao? À, hình như là. Rồi lại thêm kỹ năng mới được học nữa sao? Tên này đâu nha. Ê không. Nhảy xuống là coi như đi máy bay luôn á. Ngụp luôn á. Không đúng.
À, khoan nha, khoan nha, bây giờ để coi nè. Đây nè. À, rồi bây giờ mình sẽ khoan. Ok. Nghĩa thôi, nghĩa thôi. Rồi đi đâu nữa nhỉ? Không đâu, bây giờ đi đường nào nhỉ? Cái đó đi hướng nào? Khoan, nhưng mà để coi đường đi hướng nào đã. Nói cái gì á nhờ. À đúng rồi, hiểu. Rồi. Kinh nghiệm nha, ta kinh nghiệm. Gần quá, xa quá chứ lộn. Rồi. Quả đen ơi, Hãy lắng nghe tôi, hãy nghe tiếng nhạc của tôi này. Rồi ok nha. Đi. Ok. Qua đây chú ơi, qua đây. Không được làm sao. À không, tức là mình phải cho nó quay đầu lại chứ nó không có gì được. Từ tôi biết rồi, nó con game mà tôi duy dữ à. Qua đây. Ok, được rồi.
that big crunk with spell song would amaze even more. Mom would love it too. Quán không? Nhớ quán không? Đây là... Ừ. Tớ nghĩ mãi không thôi. If dark ice makes you bad, does true ice make you good? But I thought you knew everything about the Freljord, huh? Some things are better left alone. What does that mean? It's like those flying things we fought where we got the Joberry fruit. They were the same color as the wolves. The same color as dark ice. I bet they'd never have attacked if they were made of true ice. So weird. Oi! Rồi ok đi đi. Qua đúng không? Rồi rồi rồi. Rồi ok, good. Tới luôn. Chúng ta gần tới rồi phải không? Freljord. That has to be the killer, right? Okay, bây giờ. Trời ơi, chết tôi rồi, đánh nhạc gì là chết. Bài hát này dài thật đấy. Ok. Ok, đang thể hiện nha. Sai một ly là đi ngàn dặm các bạn. Tôi cần sự tập trung. Đúng chưa? Hơi xuất sắc. Không thể đứng dậy được. À, mình có nói lại không? Giờ phải đi kiếm sức mạnh của băng giá để phục hồi cho nó đúng không? Giờ ở đâu đứng dậy được đâu. Giờ phải đi phục hồi cho nó rồi. Thì phải giúp cho nó thôi. Ok. Tôi đi đường nào nha. Cái nào đi nào nha. Look at the magic ice shards there. Do you think we can use that to fix the branches? Rồi đi nào đi nào. Rồi ok. Đi anh ơi, lê mê. Đi, rồi ok. Cười cái gì, hả? À, cười cái gì? Trời ạ. À đây. À... Go, đi thôi anh ơi. Qua đi. Ừ, được. Xuất sắc. Xuất sắc luôn, vâng. Rồi, ok, ok. Cái làm sao? Ôi ôi, gì đây? Rồi đây đi, đeo qua đây đúng không? Qua đây nè anh ơi, anh quá rành rồi. À, làm sao nữa? Là mang qua bên kia hả? Hay sao? What the?
Sao nhỉ? Là làm sao? À. Ok. Qua đây anh ơi. À rồi rồi rồi, qua đây đúng không? Không không không. Rồi xong ảo ma luôn rồi. Rồi sao đi nhờ? À đúng rồi, đi qua đây đúng rồi. Này đi đường vòng qua mà. Ok, không hiểu. Ok ok, đi thôi anh ơi, đi thôi. Ừ. Rồi nha, đi đi nha. Đi đường nào nhờ? À đây, đúng rồi. Giờ xong một cái đúng không? Rồi ok. Xong một cái. Easy nha, yeah, easy. Rồi gì đây? Shards of magic ice, just what we need. Từ từ từ. Another song though. Không lên được à? Úi dồi ôi. Đâu được. Thằng đó nó có lên được đâu mà hút còi không hút trời. Ok, xuất sắc luôn, xúc sức ông mặt trời luôn. Quên sao nhỉ? Ờ à, đây à, không không đầu 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 xuống 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 ông nội lên này, thánh lên này các bạn. Ok. Ví dụ mà tôi tìm đủ cho đầy đủ vật phẩm kia ra. Ok. Rồi, ok đây. Cái gì vậy? Tôi nghe tiếng gì vậy? À, ở đây đúng không? Rồi, 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 rồi. Ôi rồi ôi. Hey. Right. If I don't give you that ice, it's all for nothing. Coming back. Ủa? Tôi quên đọc thần chú các bạn. Trời đất quỷ thần đó. Vậy rồi lú này chi trời.
Ông nội rảnh háng ghê luôn á. Khoan, ok, đợi anh đi, anh đi. Ủa, còn phải leo lên hả? Trời ơi, chết tôi rồi. Ê, quên mất. Đi vậy là bay nhảy gì sao? Không, hình như là nó có cái đường để mình đi qua. Cơ bản là không có các bạn ạ. À, rồi đợi xíu, hình như đi sai rồi. À, biết rồi. Để đi qua đây, trời ơi. Nhanh lên. Ủa, anh bị điên à? Sao tự nhiên? Trời ơi, tự nhiên làm gì vậy? Người ta mới kêu anh cầm cái kia lên. Không, à đúng rồi, hình như là tôi có bấm nhầm cái nút gì á. À, chắc hồi nãy rơi xuống chứ gì. Ê, quá đáng rồi. Rồi, ok, chờ xíu nha anh ơi, đừng có buông ra nha. Hey, nhanh lên. Ok. Rồi, ok, đi thôi. Ok nha. Ok, let's go đi nào. Rồi sao ta? Khoan nha, bây giờ dài. Rồi xong, món lành luôn. Trời ơi, cái gì đây? Còn gì đây? Trời ơi, cái con chùm gì khổng lồ này. À, là nước mát đó hả? Trời đất quỷ thần ơi, vậy luôn. Khoan, nước mát Kulureu là một trong món vật đầy uy lực mà Nunu Willem cần phải tìm ra để có thể tiến vào ngọn núi có cánh. Kulureu oai hùng của vườn băng đã khóc một lần duy nhất của dòng nước mắt và lạnh giá đó được đôi tay của Nunu đón lấy.
Sau đó sinh vật này sẽ đi về phía chân trời vô định. Rồi, ta biết anh. Rồi, đi thôi. Ok đi thôi. Ok, giờ xong đủ cấm phẩm rồi đúng không? Thế thì được. Ui à. Ui. Easy. Anh kinh nghiệm rồi. Ây da, trời ơi. Okay. Someone take the L nuke out of your stew or something. I just wonder, that's all. So we've got the jewelberry fruit and the frozen tear. Next up, the poultry. Which gets us one step closer to the heart of the blue. Hey, Mom! Maybe. Yeah, right. You know, there's a lot of dark ice up here. And true eyes too. You think the heart of the blue is connected somehow? Or even to the void? I do not think too much. You'll see. Thầy ơi, chú về rồi. Mình chân mang quy liệu về chân ngay đây. Nhập đây được quả đấy ư? Vâng. Lâu lắm rồi ta mới được nhìn thấy thứ quả này đấy. Có ăn hả trời ơi? Ủa? Ngày ăn nó ư? Tự nhiên rồi. Rồi ăn có làm việc trước. Trời ơi, trời ơi, đổi cuối bị vũ bạn ơi. Khôn phải. Một giật lại ư? Đã khóc vì hai đứa à? Chiều này tôi thấy chúng ta cũng cảm nhận được gì vậy? Nỗi bất hạnh và sức mạnh. Nhóc và cậu bạn JT đây đang gánh vác một trọng trách to lớn. Cầu cho trái tim của Aniva chỉ đường lối cho hai đứa. Ok. Rồi cái bạn lại nãy hả? Trời ơi. Ông cho tôi cái chén xin cơm chay các bạn ạ. Dùng để nấu nướng. Nhưng nó có phép thuật không? Ôi trời, nhất đúng là tham vọng vô tận của phép thuật nguy hiểm. Từ khi giá trị món đồ nằm ở chính tay nghề chế tác và đẹp vẻ đẹp của nó. Đúng là ngài quả thật là một vinh dự. Hãy nhớ lấy nhóc khi bóng tối bao trùm bạn vật, mọi hy vọng dường như sắp lụi tắt. Đôi khi chỉ cần một tia lửa bé nhỏ thôi cũng đủ thắp lên ngọn lửa hồng vĩ đại nhất. Đúng. Rồi đi đi. Hai đứa quấy đề ta hơi lâu rồi đó. Để ta yên. Ta biết rồi. Laika rồi ta. Chưa nghe Maika chứ chưa nghe Laika. Phải chứ. Quay lại cũng phải nổ một cái cho coi nữa. Ở điều nào nhỉ? Ôi giời ơi. Lại nữa rồi. Nữa. Ok.
Ok. Ơi coi chừng. Mày hả bưởi. Đi ra. Coi chừng, coi chừng. Ow. Coi chừng đây. Yes. Nhảy lên. Rồi ok. Đừng có mơ. Mày nè. Ê nhảy lên. Rồi hên quá. Chết rồi chết rồi chết rồi. Rồi. Coi chừng, coi chừng, mình tỉnh, mình tỉnh. Ôi da, trời ơi, một cây máu của tôi luôn, quên. Ôi dồi ôi. Rồi, tới đây anh trả thù đây. Rồi, ok, vô. Ê, sức mạnh của ta đây. Yes. Còn không, còn không. Chính xác. Không bao giờ biết được. Đúng vậy, một dẫn dẫn lớn cuộc sống. Nhưng nó chắc chắn một chiếc xẻng. Thì tất nhiên rồi, cái đó cái xẻng gì nữa. Để đâu ta. À... thế à? Đi chú ơi. Rồi ok. Vừa lớp này có bao giờ con nghĩ mình là dây cây cuối cùng không? Nếu còn có gì thì sao? Tại tôi cũng tìm mẹ như vậy mà. Ok. Rồi để cho qua phân cảnh cái là tôi ốp nha các bạn. Chú Châu ơi. Chúng Châu có một hành trình rất là lý thú. Trời ơi, cái nồi nè. Chơi tôi tuổi đồ nhỏ lắm. Coi như là cuối game mà nãy giờ tôi chỉ tôi là, dù có bao nhiêu tôi thích chỉ để lấy cái này thôi sao. Đúng vậy, như cậu ấy nói. Nghĩa để chiến hạm. Đó là câu chuyện phi thường nhất mà Brown từng nghe. Nhắc bài hát phải nhớ. Tớ đã sửa bài hát một chút. Để tớ biểu diễn nha. Đừng làm ta thất vọng. Rồi ok, đàn như đàn thôi. Ok, cùng hết bài yêu đời nè các bạn. Vô nha. Bài nhạc yêu đời nha. Trời ơi. Để mọi người hãy chèn cái bài nhạc này hay vô coi. Brown, món hầm đó ngon tôi ạ. Đúng là đầu bếp tài ba. Đồng ý. Khỏi khen chi với mất công các bạn nhỏ à. Brown rất hoàn được làm thế. Tướng thì bự con mà không biết tự lo mấy cái việc đó bắt nhỏ làm không à. Sớm mai chúng ta sẽ mặt với vùng bão tuyết. Chú biết không chú Brown, lưu vào khâu đài của cháu tìm được thứ đáng sợ lắm.
Đừng như thế chứ. Hư không là thứ cực kỳ đáng sợ đấy. Hư không. Cái này chỉ sẽ nghe cháu thấy cho chú nghe đi. Mình khác còn quái vật xúc tu siêu bự. Có ba bức tượng ba chị em Terra, Arosa, Dissandra. Nhưng Willem không muốn nói về những chuyện này. Ương bướng, chú thấy chưa? Chú biết gì về này không? Những câu chuyện kể chẳng hạn. Đương nhiên là ta có nghe câu chuyện về cuộc đại chiến của ba chị em xảy ra từ hàng ngàn năm trước rồi. Yeti liên minh với ba chị em chiến đấu chống lại hư không. Cuối cùng họ đã thắng. Có lẽ nhờ Dissandra và món vũ khí bí mật. Nhưng Yeti cũng phải chạy cái giá đắt. Giá đắt cỡ nào ạ? Truyền thuyết không nhắc tới. Nhưng biết đâu anh bạn xanh lam có thể kể thêm. Đã vừa ngáy, họ ngủ luôn. Poro khổng lồ nói đúng. Bây giờ đi ngủ rồi. Người hùng nhí ạ. Anh hùng cũng phải cần phải nạp năng lượng mà. Ok, ngày mai được không? Ngày mai chúng ta sẽ trở thành những anh hùng nhé. Quá tự tưởng đó. Hư không. Tại thời đó là cái sự sống, vương quốc tối tăm lạnh lẽo. Hát thần, trời ghê quá thôi rồi. Con đã đến gần hơn chưa, mẹ ơi? Chúng tôi đi đúng hướng chứ? Sắp đến chưa ạ? Khi nào mới đến? Con còn phải biết gì nữa? Hãy thật kiên nhẫn, Nunu. Con sẽ tìm thấy mọi thứ trong trái tim màu lam. Hãy vẫn tin nhé, con yêu. Cái bạn, cái màu đen là cái gì vậy? It's a candle, right, Mom? A candle. Ngọn nến ư? Con nói một ngọn nến là sao? A candle for the night. I thought that's what you said. Did I get it? Tôi nhớ nhầm sao? Không đâu con của ta, con không nhầm đâu. À, chết cha bị điều khiển rồi, bữa nó thâm nhập giấc mơ. Mẹ bảo ngọn lửa xua tan bóng tối. Vợ quê nó là vũ khí ạ. À? Vũ khí gì kia? Hay vùng vũ khí đó? Mẹ có sao không? Tao ổn mà Nunu. Sao thế? Chuyện gì à? Không mà, mọi thứ đều ổn, chắc là vậy. Con phải làm gì tiếp theo? Kiên cường lên con trai của ta. That's it. Hãy tin vào Willem, tin vào bản thân của con. Rồi con sẽ đến nơi thôi, Nunu, ta hứa. Ôi, lại nữa rồi. Lại giấc mơ đó. Mẹ ơi, có đấy không? Này cũng mơ dữ quá. Còn đây này. Đây là Nunu, ta ở đây. Nhanh hơn chút nữa thôi. Ánh sáng. Ánh nến thắp sáng và bóng đêm. Gần tới rồi, nhanh lên. Yeti là nhóc bạn nó đang rất gần với mặt đen tối nhất của Resort. Tên Yeti đó thật sự biết là nó đang đi đâu không? Ta lại tới đó chứ. Did the Yeti hide something there?
something I can't see, even when I puppet the boy's dreams. An ultimate weapon called the Heart of the Blue. Oh, that foolish hero, the Heart of the Freljord, is with them. I'll deal with him. Then the Yeti will bring me its secrets. Hả? Quay lại đây hả? Ok. What happened? Mình đang ở đâu? You are where the blizzard. Nhóc đang đứng ở nơi từng là vùng bão tuyết. Nhóc đang đứng ở nơi thật ư? Thành công rồi. Look. Guys, look. The winged mountain. We made it. Rom. Your mighty stew of heroes worked. The protector of the Freljord strikes again. Thanks, Rom. Come on, guys. His eyes. That boy is curious. Rồi, tới nữa. Đang nghĩ đến lúc học bài có lòng quên hùng rồi. Thế bây giờ ư? Để ra cho con nhóc lời khuyên tốt nhất của một anh hùng nhé. Có chuyện gì thế? Chạy đi! Trời đông quá. Ôi ôi, gì vậy? Thôi không. Trời ơi, đau quá. Chạy đi. Trời ơi, ai làm cái chiêu, ai ra chiêu đó vậy? Là bả hả? Trời ơi. Anh hùng vĩ đại nhất Rizzo đã ngã xuống. Yeti, ngươi là kẻ tiếp theo. Ngươi sẽ giao cái tim màu lam này cho ta bằng cứ giá nào nhé. Ok. Brom's gonna be okay, right, Willem? Right? Chắc ốp nha bạn. Để bữa sau mình đánh tiếp đi. Ok thì chắc nay mình tạm ngưng đây các bạn. Hôm sẽ tiếp tục nha. Cũng hơi lâu rồi. Thì để hôm sau mình sẽ tiếp tục cuộc hành trình của Nunu và Yeti nha các bạn. Ok, cũng cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha. Thì hẹn gặp các bạn chắc video sau nha. Bye bye.